Với cái nắng 30-40 độ C sau 2 ngày thì cái chống làm bằng da cá của mình nó đã khô rồi nè mọi người. Da cá này nó căng cứng giống y hệt như là cái da ếch luôn. Mà không biết là tiếng chống bằng da cá này có bằng tiếng chống bằng da ếch hay là không. Nhưng trước mắt là mình thấy cũng chín mười với cái chống bằng da ếch mà mình đã từng làm. Mà cái chống kia thì không còn ở đây để mình so sánh. Cho nên mình chỉ thử cái tiếng chống bằng da cá này để mọi người tự đánh giá nha. Đang định đi thử tiếng chống thì mẹ kêu đi nướng con khô để ăn cơm. Mọi người chờ mình nướng con khô cái nha. Trong lúc chờ đợi thì mọi người nhấp vào cái giỏ hàng, mình lấy con khô ở trong cái giỏ hàng đó mình nướng á. Và bây giờ mời mọi người lắng nghe tiếng chống bằng da cá nha.